Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi bản tin Người Việt bốn phương của Đài Truyền hình Việt Nam và bản tin hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý ngay sau đây. Hội thảo 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam Pakistan, cầu nối tăng cường hợp tác, trao đổi giữa hai đất nước. Tình yêu Việt Nam được gói ghém trong những sản phẩm âm nhạc của một nhạc sĩ, ca sĩ đến từ Hàn Quốc. Trong phần cuối của bản tin, cùng ghé thăm phố Phan Đình Phùng, nơi được mệnh danh là con phố đẹp nhất thủ đô mỗi dịp thu về. Hội thảo khoa học quốc tế nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Pakistan đã diễn ra sáng nay ngày 8 tháng 11 tại Hà Nội. Hội thảo do Viện Nghiên cứu Ấn Độ và Tây Nam Á thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Pakistan tại Việt Nam tổ chức. Hội thảo 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Pakistan là cầu nối để các học giả trong và ngoài nước công bố những kết quả nghiên cứu mới nhất của mình. Qua đó, các chuyên gia đánh giá toàn diện về tình hình và triển vọng xây dựng, phát triển quan hệ song phương Việt Nam-Pakistan. Hội thảo cũng định hướng một số lĩnh vực hợp tác nhằm góp phần tăng cường, phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Pakistan. Trong đó, hợp tác thương mại là lĩnh vực được quan tâm hàng đầu, cùng với đó là những lĩnh vực du lịch, công nghệ, thông tin, tăng cường trao đổi văn hóa, khoa học, giáo dục giữa hai nước. Cuối tuần qua, đoàn công tác của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài do Phó chủ nhiệm Ủy ban Mai Phan Dũng đã thăm Malaysia nhằm tìm hiểu tình hình bà con cộng đồng ở sở tại, thúc đẩy công tác về người Việt Nam ở nước ngoài trong giai đoạn tới. Tại đây, đoàn đã có các cuộc làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia, gặp gỡ đại diện các hội đoàn người Việt, các giáo viên, câu lạc bộ tiếng Việt, thăm cơ sở làm ăn của người Việt và một số cô dâu Việt tại Malaysia. Đánh giá cao công tác cộng đồng mà Đại sứ quán đã triển khai thời gian qua, Phó chủ nhiệm Mai Phan Dũng đề nghị Đại sứ quán tiếp tục phối hợp với Ủy ban trong việc tổ chức các hoạt động cho kiều bào, quan tâm đến nguyện vọng của bà con, tạo điều kiện để bà con tham gia các hoạt động do Ủy ban tổ chức như Xuân quê hương, đoàn kiều bào thăm Trường Sa, trại hè Việt Nam, khóa đào tạo nghiệp vụ giảng dạy tiếng Việt. Hiện có khoảng 40 đến 45.000 người Việt đang sinh sống, học tập, làm ăn tại Malaysia. Nhìn chung bà con cần cù, chăm chỉ, đoàn kết, đùm bọc, ngày càng hội nhập và sở tại và không ngừng hướng về quê hương. Chiều ngày 8 tháng 11, tàu cứu hộ cứu nạn của Việt Nam đã tiếp cận tàu Helios Leader đang đậu ngoài khơi Vũng Tàu để đưa hơn 300 công dân bị nạn trên biển vào bờ. Trước đó, tàu cá Lady R3, quốc tịch Myanmar, chở theo 303 công dân người Sri Lanka đang trong hành trình đi Canada. Lúc 18 giờ ngày 6 tháng 11, khi tàu cá trên đến khu vực quần đảo Trường Sa thì bị phá nước và trôi dạt trên biển. Tàu phát tín hiệu khẩn cấp cứu. Từ 15 giờ 30 đến 17 giờ 30 ngày 7 tháng 11, tàu chở hàng Helios Leader, quốc tịch Nhật Bản, từ Nhật Bản đi Singapore đã tiếp cận và đưa toàn bộ 303 công dân và thủy thủ người Sri Lanka lên bờ, lên tàu và hành trình về Vũng Tàu. Theo thông tin ban đầu của Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, hầu hết những người được cứu từ tàu cá, gồm cả phụ nữ và trẻ em, đều khỏe mạnh. Chỉ một số người là nam giới bị xây sát. Joseph Won, nhạc sĩ, ca sĩ người Hàn Quốc, đã trở thành một trong số ít những nghệ sĩ nước ngoài vinh dự nhận được giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại cho chùm MV Waiting for You 5000 Years, Butterfly Flake, ra mắt trong dịp kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc. Trước đó, hàng loạt các sáng tác của nhạc sĩ này đã mang Việt Nam ra với thế giới. Những ca từ nên thơ, giai điệu đẹp, đặc biệt là hình ảnh những danh lam thắng cảnh dọc dài đất nước. Tình yêu Việt Nam được gói ghém trong những sản phẩm âm nhạc của một nhạc sĩ, ca sĩ đến từ Hàn Quốc. Sống và làm việc ở Việt Nam được 3 năm, Joseph Won là nghệ sĩ nước ngoài sáng tác và thực hiện nhiều video âm nhạc về mảnh đất mình đang sống. Nổi bật trong số đó là Waiting for You 5000 Years và mới đây nhất là Butterfly Flakes, ra mắt trong dịp kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc. Từ thủ đô Hà Nội trầm mặc, cổ kính, đến những địa danh nổi tiếng cả ba miền Việt Nam, từ miền xuôi đến miền ngược,
lần lượt xuất hiện trong các sản phẩm âm nhạc của Joseph Quân, một Việt Nam tươi đẹp và gần gũi, lan tỏa khắp thế giới. Luôn sáng tạo, nhiệt huyết trong hoạt động phong trào đoàn, Bí thư đoàn xã Hành Minh Bùi Nguyễn Quỳnh Trang còn tích cực huy động các nguồn lực để hỗ trợ cho nhiều em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi. Không ngại ngần nhặt rác, gom phế liệu lấy tiền, rửa xe lấy tiền cho trẻ em, cho đến tham gia các phong trào quyên góp như ly cà phê 30 đồng, Trang đã thu hút mọi người cùng tham gia, giúp đỡ cho những em nuôi của đoàn. Ngôi nhà của bà Nguyễn Thị Thanh Thủy ở thị trấn Chợ Chùa, điểm đến quen thuộc của Trang và các đoàn viên thanh niên xã Hành Minh trong hơn 3 năm qua. Các loại phế liệu của gia đình được bà Thủy gom lại và đưa cho đoàn thanh niên bán để tạo quỹ hỗ trợ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Hồi xưa không có, cháu nó tới nhận thì cô đem bán. Nhưng từ ngày có kế hoạch để cho ủng hộ người nghèo đó, thì cô cũng thấy thôi có đơn là cũng ý nghĩa. Tụi em sẽ phân loại và gọi những cái chủ bị ba cha tới để căng và lấy tiền. Và số tiền đó thì tụi em sẽ đem tặng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, các em trẻ em mồ côi trên địa bàn. Lưu Thị Tuyết Nhi, học sinh lớp 12 trường Trung học phổ thông Nghĩa Hành 1. Là học sinh giỏi, nhưng do gia đình khó khăn, bố mẹ đau ốm thường xuyên, đầu năm học này, Nhi đã quyết định bỏ học để vào thành phố Hồ Chí Minh tìm việc làm. Biết được hoàn cảnh của em, Trang đã động viên và kết nối với các nhà hảo tâm hỗ trợ để Nhi tiếp tục con đường học hành. Nhi đã được đoàn xã Hành Minh nhận làm người bạn của đoàn và hỗ trợ học bổng cho đến hết năm lớp 12. Con thấy là nó là động lực là để con tiếp tục đi học. Có nhiều cái trường hợp em gặp rồi mà em trăn trở lắm, tức là mình không thể giúp được, mình rất là trăn trở, cho nên là em muốn là nhờ sự chung tay của cộng đồng để hỗ trợ. Và sau khi hỗ trợ các bạn thì em cũng thấy các bạn đã tiến bộ hơn, gia đình đã khó khăn hơn, thì đó là động lực để em cố gắng hơn nữa. Bùi Nguyễn Quỳnh Trang có hơn 4 năm đảm nhiệm bí thư đoàn xã Hành Minh. Nhiệt huyết, sáng tạo trong hoạt động phong trào cơ sở, Trang còn nỗ lực huy động các nhà hảo tâm tài trợ 500 triệu đồng giúp đỡ cho nhiều hộ gia đình khó khăn, đặc biệt là trẻ em nghèo và trẻ em mồ côi ở địa phương. Là rửa xe từ thiện rồi ly cà phê 30 đồng rồi, nói chung là tất tật, nếu mà gia đình nào có hoàn cảnh khó khăn là Trần là người đi đầu, để là giống như là lên Facebook rồi kêu gọi rồi để động viên tinh thần giúp đỡ hỗ trợ cho những người khó khăn. Đúng là thanh niên là việc gì cần là thanh niên có, là việc gì khó là có thanh niên. Tuổi trẻ sẽ đẹp và ý nghĩa hơn khi biết cống hiến cho quê hương, đất nước. Bùi Nguyễn Quỳnh Trang, bí thư đoàn xã Hành Minh đang lan tỏa tinh thần thiện nguyện và giá trị tốt đẹp đến cộng đồng. Bà con Khmer sinh sống thành cộng đồng ở từng phung sóc, vì vậy nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu về tinh thần cho đồng bào, Ban tổ chức Ngày hội Văn hóa Thể thao Du lịch Khmer Nam Bộ năm 2022 đã mang những chương trình văn hóa, văn nghệ, trình diễn trang phục dân tộc về cơ sở phục vụ cho đồng bào. Lần này có 5 xã ở các huyện tổ chức chương trình liên hoan văn hóa, văn nghệ quần chúng, phục vụ người dân. Tại chùa Chén Kiểu thuộc xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên có 125 diễn viên tham gia trình diễn đến từ 3 tỉnh là Hậu Giang, Bạc Liêu và Sóc Trăng. Các diễn viên nghệ sĩ đã mang đến liên hoan nhiều tiết mục ca múa, hòa tấu nhạc cụ dân tộc và trình diễn trang phục Khmer. Nội dung ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, những tấm gương điển hình trong lao động, sản xuất, nét đẹp các làng nghề, vẻ đẹp trang phục truyền thống của đồng bào. Những tiết mục này đã mang đến một không gian đầy sắc màu và cuốn hút, giúp bà con có được những phút giây thư giãn sau một ngày làm việc vất vả. Việc đưa văn hóa, văn nghệ về biểu diễn ở cơ sở đã góp phần vào công tác bảo tồn, phát huy các bản sắc văn hóa tốt đẹp của đồng bào dân tộc Khmer trên vùng đất Nam Bộ. Một nông dân trẻ tuổi, không có chuyên môn về nhạc lý, thế nhưng lại tự tay mày mò làm ra những chiếc đàn tính của dân tộc Tày, một loại đàn được cho là rất khó làm. Người ta hay nghĩ là mua đàn thì phải mua của những nghệ nhân giàu kinh nghiệm thì đàn mới chất lượng, nhưng những chiếc đàn tính của anh Dương Doãn Quảng lại được rất nhiều người yêu thích. Không chỉ làm đàn, anh còn có những cách làm sáng tạo, quảng bá tình yêu với những chiếc đàn dân tộc. Cứ đến cuối vụ thu hoạch, anh Quảng lại mang hạt bầu đi khắp làng để nhân giống. Để có những chiếc đàn tốt, anh Quảng phải đi nhờ trồng bầu khắp nơi. Anh thậm chí phải đi vài trăm km đến nơi có điều kiện đất thích hợp cho cây bầu
để gửi giống và chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc loại quả này nhằm có đủ nguyên liệu làm đàn phục vụ người dân. Chị vào đây xem đàn chọn nào. Chị cứ thích thích như là quả bằng bầu. Rồi. Khi hát then không thể thiếu đàn tính. Vì thế, sạp đàn của anh Quảng trở thành một nơi vô cùng quan trọng của người dân nơi đây. Theo mọi người cứ nghĩ thì là phải mua đàn với những cái nghệ nhân hay với những cái người lớn tuổi. Nhưng mà với tôi thì tôi thấy bạn Dương Quảng này là thẩm âm rất chuẩn. Chiếc đàn nhìn đơn giản nhưng lại rất khó làm. Người thợ cần phải được học hành kỹ lưỡng. Thế nhưng anh Quảng lại tự mày mò làm đàn mà hầu như không có thầy giáo trực tiếp chỉ dạy. Phải nói là về việc không có người thầy để truyền cho, cho nên là việc đầu tiên làm ra cái đàn cũng rất là khó, không thể đạt cái hiệu quả về âm thanh, chất lượng âm thanh như bây giờ. Bình thường anh Quảng sẽ bán đàn cho người dân trong xã, nhưng thời gian gần đây anh Quảng đã đưa những clip gảy đàn và làm đàn của mình lên mạng xã hội, vừa để quảng bá văn hóa, vừa để bán đàn. Kiếm tiền thì cũng phải nói là mình cũng phải yêu một cái giá trị truyền thống về dân tộc Tày, đó là giá trị hát then. Ngoài là một thợ giỏi trong làng, anh Quảng còn là một người thầy dạy đàn cho các em nhỏ, hay tham gia các đội văn nghệ biểu diễn cho khách du lịch. Nhờ thế mà tiếng đàn tính và văn hóa truyền thống của vùng đất này được bay cao, bay xa hơn. Có thể nói mùa thu là mùa đẹp nhất trong năm ở Hà Nội, với tiết trời mát mẻ, những thảm lá vàng rệt khắp những con phố. Trong phần cuối của bản tin, mời quý vị ghé thăm phố Phan Đình Phùng, nơi được mệnh danh là con phố đẹp nhất thủ đô mỗi dịp thu đến. Những hàng cây cổ thụ rợp bóng mát, những ngôi biệt thự cổ kính dọc hai bên phố đã tạo nên một vẻ đẹp yên bình hiếm có cho con phố này. Ở bên này thì kiểu như là có nhiều cây cổ thụ ấy, đi qua vừa mát, với thứ hai là cảm giác nó rất là xanh ạ. Nếu mà có được kỷ niệm để lưu giữ lại vừa qua những ảnh này thì cũng rất là hay, để sau này mình có thể nhìn lại là mình đã từng trải qua như tuổi trẻ như nào, mình đã có đi đến, mình ở Hà Nội bao nhiêu năm, mình đã đi đến đâu, mình có những kỷ niệm gì với Hà Nội. Hà Nội đẹp nhất là vào mùa thu. Mỗi khi mà mùa thu của Hà Nội về thì ta sẽ cảm nhận được một cái không khí mà nó là chậm rãi và nó rất là lãng mạn và rất là hợp với cả tình yêu của chúng em. Chúng em là cũng tranh thủ thời gian này để lưu lại những bức ảnh của vợ chồng. Ở đây như là một cái biểu tượng rất là đẹp của Hà Nội, hơn nữa lại là ngay ở cổng Hoàng Thành, địa điểm có thể nói là rất là linh thiêng của Hà Nội. Và sau 40 năm ra trường đi công tác ở rất nhiều nơi, có người thì ở lại Hà Nội nhưng mà có người đi những tỉnh khác nhau. Và nhân cái dịp này Hà Nội đang bước vào mùa thu vàng rất là đẹp thì chúng tôi đến đây và chụp ảnh gợi lại cái thời tuổi trẻ rất là gian khó, vì lúc đấy đất nước đang còn bao cấp mà, nhưng lại rất là đẹp của tất cả mọi người. Nếu như nhìn ra phố ấy, thì thấy là dòng người qua lại rất là hối hả, nhưng mà thực sự là ngồi đây khi mà ngước lên nhìn những tán lá hoặc là nhìn những cái tia nắng ấy thì cảm thấy là cuộc sống rất là thú vị, và nhất là đặc biệt là vào mùa thu thời tiết lại se lạnh như thế này, và cảm giác là bình yên. Sống chậm lại ấy, để biết thưởng thức hơn và biết cảm nhận hơn cái vẻ đẹp của thành phố. Và những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Để theo dõi trực tuyến các chương trình của VTV4, quý vị có thể truy cập vào địa chỉ website đang hiển thị trên màn hình hoặc tải ứng dụng VTV Go trên App Store và Google Play. Xin kính chào và hẹn gặp lại!